Hello mấy cưng. Nhơn đập tao hai lần rồi tao đập lại hai lần luôn. Biết hả mày? Oh my god. Đó. Good job. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thẻ gì đây. Tiếp tục với series đó chính là Evil World nha anh em. Let's go. Đây kìa, thấy con boss rồi anh em ơi. Em thẳng con boss luôn. Chém boss thôi. Tôi chỉ có chém boss thôi thì nó lên mới nhanh được, còn không chém boss thì lên chậm lắm. Mấy con này không ăn thua. Lao thẳng tới boss với tốc độ bàn thờ. Bắn lửa nó cái. Mẹ vừa mới chém được hai cái nó đã bắt đầu thay đổi hướng rồi. Quái cả lồng. Thề luôn. Nó vừa mới chém được cắt được hai cái. Thay sửa xuống đây xem. Tôi vẫn là vua ha. Tôi vẫn là vua. Đang vẫn ổn. Chết. À đi nhờn. Ồ, sang bên này anh em. Sang hướng này. Con đây anh em. Tôi sẽ giật đây. Chém kinh quá nhiều, thanh niên chém gớm quá nhiều. Chém nhanh, chém nhanh, chém nhanh. Chết luôn. Thế thôi, không cần nói nhiều anh em ạ. Tự sợ mà là đâm đầu vào đấy mà chết rồi. Tôi đang 15.000, bình tĩnh. Không gì về xoắn cả. Ok, ok, ok. Rồi, không kịp chém luôn ạ. Nó nhìn thấy mình rồi. Quảng kéo đừng 30 giây là được. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast. Choáng đầu luôn. Ủa, có ấy đâu? Có khiêng đâu mà đánh? Phải đập con boss đã tí sau anh em. Con boss cứ bị đập đã xong rồi mới có thể là ôi trời ơi, đen thật sự luôn. Vãi thật. Fan của mình luôn kìa, tôi bị fan của mình đập chết. Quá nhỏ. Fan mình đang top 1 anh em ơi. Ok, tôi lên top 1 rồi. Ồ, vãi thật, giật set mà không bị đơ nhỉ? Tôi toàn chết một quả rất chi là ngáo cần à. Chết nhiều quá. Để đánh boss à, để đánh boss à, sau. Kệ đó. Ôi my god. Nó có khiêng ạ. À? Chết nhiều thật sự luôn anh em. Cái này chết quá nhiều luôn đấy. Top 22 luôn rồi. Top 22 luôn. Khiêng 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 khiêng. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Đúng lúc tao có khiêng luôn. Ôi lại tao là kinh luôn, thằng này nó đập mình chết nhiều quá nhờ. Trận này chết chục mạng rồi anh em ạ. À chưa tầm khoảng 5-6 mạng thôi. Tốt.
nó vừa kịp hồi xong. Và top 9 à? Không phải nói là quá tệ đâu anh em. Cái này còn boss à, tính sao? Chạy không kịp luôn. Ok, con ngay dưới mình luôn anh em. Dừng lại luôn. MKS là con mới à? Ok, tranh thủ đập bọn nó nào anh em. Và top 4 hay top 5 gì đấy. Lên 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 lên. Tranh thủ đập mấy con này. Này nhiều, kiếm nhiều điểm lắm. Không trận không. Lại chết. Lại bị thằng Bình 2K11 nó vả cho. Đang thiêu thiêu, đang chiêu chiêu. Introducing the English test designed for you. Một thì đúng là thần, thần thánh luôn. Đang định lên để vụt. Giật mình tỉnh giấc. Quá nhỉ, bây giờ khó đập ghê. Bot ở dưới này thôi. Trung quân. Không thèm đập luôn. Không thèm đập luôn. Né luôn. 2 phút 46 giây. Có trên đường có nào thì đập con đấy thôi anh em. Chết luôn, hai thằng cùng chết nhau. Mình giết trước đúng không? Mình giết trước xong nó mới vào sau đúng không? Lên top 12 luôn. Hỏi nó nhiều. Ai nói sử. 57.000. Chết, đề nhờn. Nhờn tao nhờn. Nhơn. Nhơn. Để cho nó đuổi đằng kia. Nhơn. Lên top 1 luôn đi anh em. Nhơn. Ok. Vậy đang rất là đông ha. Đập 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 đập. Tranh thủ đập anh em ơi. Warriors. Vậy rất là đông cờ rẹp. Không đập hơi phí. Chắc là như vậy. Bình nhờn. Đập tao 2 lần rồi tao đập lại 2 lần luôn. 2 lần này thốn vãi cả nồi. Ê. Siêu thốn. Siêu thốn. Cay mình lắm anh em ạ. À. Athener. Ok. Kia Mosan. Đập được khá khó. Có khi lỡ ngỡ với huy chương thật. Lỡ ngỡ với huy chương thật anh em. Đập con gì thì đập nốt đi đã, cho xong đi đã anh em. Nhá. Yeah. Golban Man một bé. Đây rồi, hay. Có kiếm cũng có khiêng anh em nha. Anh em hãy cẩn thận. Cái này ít cờ rẹp quá nhở. Có khi tôi còn bị thua vì không có cờ rẹp để mà chém ấy chứ. Giờ có một con duy nhất. Tí chết. Tí bị đập cho. Trên này có một con này. Góc này cũng có một con này anh em. Đúng rồi, nice. Kiếm được thêm một vài con nữa, chém được. Không tới. Không tới anh em, không tới. Chết quá nhiều nhưng mà vẫn nhất được anh em, vẫn có thể nhất được. Chúng ta đập được mấy thằng trên kia. Đấy. Trừ khi nó ăn được quá nhiều điểm rồi. Ấy, vẫn nhất. Nice.
Oh my god. Rồi. Nhất là nhất chứ đúng không anh em? Tôi đập được mấy thằng kia kinh quá, thằng kia kiếm nhiều điểm quá. Thằng gì 2k1, 2k11 đấy. Có tiền để mở hòm không? Ui, champion chest tôi tận 6 cái luôn. Vãi ra. Quá nhiều. Đâu có một cái. Nhìn nhầm từng 6 cái. X1 đây này. Game chán thế. Ít game quá. Đây rồi anh em ơi, tôi có thể mở hòm được rồi đây. Ok con dê, hòm gì đấy? Mẹ, cái trượng gọi là trượng ghẻ nhất quả đất mà chúng ta từng có thể xem được. Ồ, đồ legendary anh em ạ, xem nhá. Epic. Oh. Toàn đồ gì anh em, toàn đồ cùi. Bàn chân tôi còn thiếu một cái này nữa này, thiếu 3 cái bàn chân nữa. Trong có hình con rồng anh em ạ. Cái này full rồi nè. Bia mộ, thiếu một bia mộ cuối cùng. Mặt cười thì thiếu một cái. Một cái mặt cười. Kiếm thì thiếu nhiều lắm. Nhất là cái bàn chân thiếu nhiều quá, thiếu tận 3 cái bàn chân thì không biết kiếm đâu ra. Dù sao tôi có được cái bàn chân mạnh nhất rồi, có bàn chân hình con rồng nữa là ngon.